xin kính chào quý khán thính giả Hồn Việt TV. Đây là buổi bản tin buổi chiều cho ngày thứ ba trong tuần. Xin thưa quý vị khán thính giả, bản tin đầu tiên được gửi đến quý vị đó là bản tin về Hoa Kỳ. Xin thưa quý vị khán thính giả, bản tin đầu tiên được gửi đến quý vị đó là bản tin về Hoa Kỳ. Thì việc Tổng thống Joe Biden tôn vinh các quân nhân đã tử trận trong buổi lễ Memorial Day tại nghĩa trang quốc gia Arlington, Tổng thống Joe Biden tôn vinh các quân nhân đã tử trận trong ngày lễ Chiến sĩ trận vong Memorial Day tại nghĩa trang quốc gia Arlington vào hôm thứ hai. Và ông Joe Biden đã đặt vòng hoa tại mộ chiến sĩ vô danh trong buổi lễ trang nghiêm nơi mà ông đi cùng với Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng là Lloyd Austin. Sau đó thì tại hội trường của Nghĩa Trang, Tổng thống cho biết rằng chúng ta quy tụ tại nơi linh thiêng này, tại thời điểm trang nghiêm này để tưởng nhớ, để tôn vinh sự hy sinh của hàng trăm ngàn quân nhân nam nữ đã hy sinh tính mạng của họ vì đất nước. Trước đó thì ông Joe Biden tổ chức buổi điểm tâm tại Tòa Bạch Ốc nhân dịp ngày Memorial Day, bao gồm các quan chức chính quyền, lãnh đạo quân đội, cựu chiến binh và thành viên gia đình Gold Star. Buổi lễ Memorial Day là sự kiện lớn nhất trong một loạt sự kiện nơi mà ông Joe Biden tập trung vào quân nhân tại ngũ và đã nghỉ hưu. Trong đó có bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp vào hôm thứ Bảy tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, New York. Tuần tới thì ông sẽ đến Normandy nước Pháp để dự kỷ niệm 80 năm cuộc đổi bộ Normandy Tổng thống sẽ phát biểu về sự anh dũng của lực lượng đồng minh trong đề nghị thế chiến và những mối đe dọa đối với dân chủ ngày nay. Thứ năm này sẽ là 9 năm mà người con trai của ông Joe Biden là Bo Biden qua đời. Ông Bo uh, đã từng phục vụ ở Iraq khi còn là thành viên của vệ binh quốc gia tại Delaware. Ông qua đời vì u nguyên bào thần kinh đẹp là một hình thức của ung thư não mà Tổng thống cho là hậu quả của việc tiếp xúc với các hố đốt rác quân đội ở tại Iraq. Công tư viên đặc biệt ngăn chặn ông Donald Trump bình luận về FBI trong vụ tài liệu mật. Các vị luật sư của cựu Tổng thống Donald Trump và ông thứ hai đã phản đối việc công tư viên đặc biệt Chuck Smith đề nghị thẩm phán liên bang ở Florida điều chỉnh điều kiện thả ra của ông Donald Trump trong cuộc điều tra ông Donald Trump đã cất giữ tài liệu mật và công tố liên bang đã đề nghị thẩm phán là Eileen Cannon điều chỉnh điều kiện thả ra của ông Donald Trump để mà cấm ông đưa ra những bình luận công khai đe dọa đến những người tham gia việc truy tố. Phía công tố cho biết là ông Donald Trump đã liên tục đưa ra thông tin sai lệch như là gọi đây là âm mưu để sát hại ông, gia đình ông hoặc là nhân viên cơ quan mật vụ gây nguy hiểm cho những người tham gia vụ điều tra và truy tố trong vụ này. Ông Donald Trump đe dọa sự toàn vẹn của quy trình truy tố. Đề nghị được gửi lên thẩm phán theo sau cáo buộc sai lệch vào hồi tuần trước của ông Donald Trump cho rằng nhân viên FBI khám xét khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông vào hồi tháng 8 năm 2022 được phép bắn ông lên đạn sẵn sàng để tống ông ra ngoài và gây nguy hiểm cho gia đình của ông. Phía Công tố nhấn mạnh là cuộc khám xét đã diễn ra trong khi ông Donald Trump và gia đình của ông không có mặt ở tại đó và phối hợp với cơ quan mật vụ và không ai sử dụng vũ lực trong cuộc khám xét. Trong văn bản nộp lên tòa án vào hôm thứ Sáu, thì nhóm của ông Smith cho biết rằng phát biểu của ông Donald Trump ngụ ý sai lệch rằng nhân viên liên bang đồng lõa trong ông mưu ám sát của ông sẽ đẩy nhân viên thi hành luật pháp vào nguy cơ bị đe dọa, bị tấn công và quấy nhiễu. Lực lượng không quân công bố hình ảnh của anh Tạc Cơ tàng hình B-21 Raider bay thử nghiệm. Quân đội của Hoa Kỳ công bố hình ảnh oanh tạc cơ B-21 Raider bay thử nghiệm khi mà chiến đấu cơ tối tân này chuẩn bị trở thành oanh tạc cơ tàng hình hạt nhân tiếp theo của đất nước. B-21 Raider đã bay thử nghiệm tại căn cứ không quân Edwards ở tại California khi mà phi cơ tiếp tục đạt được tiến hướng đến trở thành sưng sống của phi đội oanh tạc cơ của không quân Hoa Kỳ và không quân dự tính chế tạo ra 100 anh tạc cơ B-21 Raider. Phi cơ này có hình dáng cánh tương tự như mẫu quyển chiếc phi cơ B-2 Spirit nhưng sử dụng vật liệu tối tân hơn, công nghệ đẩy cũng như tàng hình để hiệu quả hơn trong các cuộc xung đột trong tương lai. B-21 Raider sẽ có loại để có phi công hoặc là không có phi công điều khiển. Và trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong tháng này, thì ông Andrew Hunter, phụ trách thu mua công nghệ cũng như hậu cần của không quân cho biết là chương trình bay thử nghiệm đã diễn ra một cách tốt đẹp. B-21 Raider là anh tạc cơ mới đầu tiên của Hoa Kỳ trong hơn 30 năm qua và hầu như mọi mặt của chương trình đã được giữ bí mật. Cả Northrop, Grumman và không quân đều cố gắng bảo vệ các chi tiết của chương trình để ngăn chặn Trung Cộng tiếp cận công nghệ vũ khí và chế tạo một phiên bản tương tự. Như là Bắc Kinh đã làm với các hệ thống vũ khí tối tân khác của Hoa Kỳ như là chiến đấu cơ F-35. Tại buổi giới thiệu anh tạc cơ vào hồi tháng 12 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết rằng tầm hoạt động của B-21 đã vượt xa bất kỳ anh tạc cơ nào và đối thủ cũng rất khó phát hiện ra chiếc phi cơ tàng hình này. Hàng triệu người được cảnh báo rông mạnh ở tại khu vực Đông Bắc. Thời tiết khắc nghiệt đã làm trễ nhất 21 người bị thiệt mạng trong những ngày qua. Chiều thứ hai đã di chuyển đến khu vực Đông Bắc, nơi hơn 30 triệu người được cảnh báo rông mạnh. Cơ quan Thể tiết Quốc gia phát đi cảnh báo cho khu vực trải dài từ Philadelphia, thành phố New York, Syracuse, New York cho đến vùng đô thị lớn khác. Rông mạnh có thể mang đến gió giật 65 dặm một giờ và mưa đá lớn cảnh báo báo đã khép lại những ngày cuối tuần khô nóng ở các tiểu bang miền nam cũng như là great plains tám người bị thiệt mạng ở tại arkansas bảy người ở texas hai người ở tại oklahoma và ít nhất là bốn người ở tại kentucky trong cuộc họp báo vào hôm thứ hai thì thống đốc của kentucky andy Boucher cho biết là những trận báo mạnh đã ảnh hưởng gần như toàn bộ tiểu bang và trận báo đã làm hư hỏng một số đường dây điện thoại của cảnh sát tiểu bang những cuộc gọi 911 được chuyển sang các cơ quan khác. Ngoài ra thì nhiều căn nhà và cửa hàng cũng bị hư hỏng nặng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia đã cử ra ít nhất là hai nhóm đến khảo sát thiệt hại trên khắp Kentucky. Và tình trạng khẩn cấp được công bố tại nhiều quận hạt ở tại đây, cũng như nhiều khu vực của Arkansas. Hình ảnh từ thị trấn Valleyview, Texas cho thấy là nhà cửa và xe cộ đã bị hư hỏng nặng. Hình ảnh từ Missouri và Kentucky cho thấy những đám mây hình phéo lồ khổng lồ cũng như mưa đá lớn bằng quả bóng chày. Thời tiết khắc nghiệt kéo dài đến Colorado, nơi một chủ trang trại và 34 con bò của ông bị chết vì đã bị xét đánh gần với thị trấn Rand, cách Denver khoảng 130 km về phía tây bắc. Hơn 350.000 gia đình và doanh nghiệp đã bị mất điện, trong đó có hơn 148.000 khách hàng ở tại Kentucky, và hơn 57.000 khách hàng ở tại Arkansas. Phi cơ của United Airlines cháy động cơ ngay trước khi cất cánh tại phi trường quốc tế O'Hare ở tại Chicago. Một phi cơ của hãng United Airlines chuẩn bị đi Seattle đã phải hủy bỏ cất cánh tại phi trường quốc tế O'Hare vào hôm thứ Hai sau khi một động cơ bị bốc cháy và tạm thời làm gián đoạn các chuyến bay đến Cơ quan hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA cho biết là sự việc xảy ra vào lúc khoảng 2 giờ chiều khi mà phi công của chuyến bay 2091 trên phi cơ Airbus A320 buộc phải hủy bỏ cất cánh vì tình trạng khẩn cấp. Đoạn video quay bằng điện thoại của một hành khách cho thấy là khói đen đã phun ra từ một động cơ của phi cơ ngay trước khi nó rời khỏi phi đạo. Và tại thời điểm trên thì trên phi cơ có 148 hành khách và năm thành viên của phi hành đoàn nhân viên mặt đất của United Airlines, cảnh sát cứu hỏa của phi trường và nhóm cấp cứu ứng phó phi cơ thì vẫn còn trên đường lăn từ đó phi cơ được kéo về cổng và nơi toàn bộ hành khách đã xuống khỏi phi cơ một cách an toàn United Airlines đã sắp xếp chuyến bay khác cho các hành khách và FAA đã tạm ngưng toàn bộ chuyến bay đến phi trường O'Hare hoạt động trở lại bình thường vào lúc 2 giờ 45 phút chiều. Tuy nhiên thì sự việc dẫn đến trì hoãn dây chuyền trong ngày đi lại nhộn nhịp. Ông Dan Roger từ Jacksonville, Florida về Chicago cho biết là chuyến bay của ông lẽ ra phải đáp xuống ngay tại thời điểm đó. Phi công thông báo không thể bay vòng tròn vì sắp hết nhiên liệu và vì đám cháy động cơ tại phi trường O'Hare mà phi công giải thích chuyến bay sẽ phải quá cảnh. Theo cô Caroline Hughes đi cùng chuyến bay, thì họ chuyển hướng đến phi trường quốc tế South Bend Nơi hành khách phải chờ trên phi cơ Cho đến khi phi trường OHA giải quyết xong sự việc Cuối cùng thì họ có thể bay lại và đáp xuống phi trường OHA vào lúc khoảng 6 giờ chiều Các thành phố tại Bay Area đã hoãn lệnh cấm dùng khí thiên nhiên trong nhà mới Các thành phố và quận hạt ở tại Bay Area đã hoãn thi hành lệnh cấm dùng khí thiên nhiên trong nhà mới theo sau một phán quyết liên bang gần đây. Một quyết định mà các nhà tổ chức môi trường lo ngại là sẽ trì hoãn đạt được các mục tiêu khí hậu chính. Gần đây thì Hội đồng thành phố Sunnyvale đã tạm thời đình chỉ lệnh cấm dùng khí thiên nhiên trong nhà mới. Quy định được chấp thuận vào năm 2022 để nhằm giảm đi khí thải nhà kính của Sunnyvale xuống một nửa trước cuối thập niên. Cupertino gần đây đã công bố thành phố là sẽ hoãn lệnh cấm dùng khí thiên nhiên cho đến mùa thu năm nay. Ở tại Isbay thì Ban Giám sát Quản hạt Contra Costa vào đầu tháng đã đồng ý ngưng thi hành quy định sử dụng hoàn toàn cũng như lệnh cấm dùng khí thiên nhiên ở các khu vực chưa hợp nhất của quận hạt. Và quận hạt San Mateo và San Luis Obispo gần đây cũng đã đình chỉ lệnh cấm của họ Việc tạm ngưng thi hành lệnh cấm đã diễn ra sau khi hồi tháng 1 Tòa Phúc Thẩm số 9 đã từ chối xem xét lại lệnh cấm dùng khí thiên nhiên trong nhà mới của Berkeley do đã bị tòa án bác vào hồi tháng 4 năm 2023. Ban thẩm phán tuyên bố là Berkeley không thể cấm khí thiên nhiên vì đã có luật năng lượng của liên bang trước đó. Berkeley đồng ý hủy bỏ lệnh cấm và phán quyết của tòa phúc thẩm số 9 không ảnh hưởng đến các thành phố thực hiện biện pháp dựa trên quy định xây dựng để mà thông qua lệnh cấm khí thiên nhiên như là Sunnyvale, Palo Alto và Mountain View. Nhưng những thành phố này cũng quyết định đình chỉ lệnh cấm để tránh kiện tụng và những vấn đề pháp lý khác trong tương lai. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin Hoa Kỳ của VTV chiều nay và sau phần thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin quốc tế